Em tiếp tục khui hàng chiếc âm ly Pioneer 737. Đây là con âm ly Pioneer SX 737. Hàng made in Japan. Con này 190W. Con này đối với cầu AB, AB, A riêng, B riêng là 4 ohm. Chạy một lúc hai cầu AB là 8 ohm. Hàng còn rất là đẹp luôn. Đèn, đèn. Đấy, gài vào đây luôn được. Hàng còn đẹp xuất sắc. Còn dập cả mã trên vỏ. Sau đây em sẽ quay vào chi tiết nội thất cho các bác ạ. Em đặt máy quay thật thật thấp nhé, thật gần cho các bác nhìn chi tiết này. Nội thất còn đẹp lắm, em chưa phủi bụi đâu. Những cái này lau bụi hết đi là hết bụi đấy. Mở ra quay cho các bác. Như này các bác thổi bụi là đi hết, chưa thổi bụi được. Con này được đánh với lại 4 sò sắt đấy. Vẫn còn zin đét luôn. Còn son âm ly 737 này mức giá là 9,9 triệu. Đây. Radio. Này con này chip Pioneer luôn này. Trùng mạch vẫn sáng đẹp lắm. Sáng đẹp, thổi bụi đi, đẹp lung linh luôn. Đây. Bên trong là nó kìa. Đây, đây là con âm ly 737. Cái vỏ hồi gỗ của nó đây ạ. Hồi gỗ vỏ gỗ em nhất ở đây. Mặt trước của em ở đây. Chúng em ở đây. Trong này có con này đèn màu xanh rất là đẹp. Đèn màu xanh. Ở chỗ âm ly em bóc ra em chưa khui hàng. Bóc khui hết hàng nhớ bác. Nếu mà lau ấy, đây này, về các bác lau dọn như chỗ này đi này. Này, ví dụ như này này, nhìn này. Đấy, cái cạo này, có nhìn thấy chưa? Sạch hết được đấy. Cạo nó sạch luôn. Về phải lau ạ. Lau dọn đi. Có cùng có đánh cầu A riêng này hoặc B riêng này hoặc một lúc A cộng B luôn này, bát chép riêng này, có lau lướt luôn này, ba lăng volume cổng vào này, cái cạo này. Đấy, có cạo đấy, vệ sinh cho nó sạch. Có đông ly này có mức giá 9,9 triệu. Cảm ơn các bác. Đấy, máy móc đẹp như này này, các bạn nhìn kỹ máy móc cho nó thích kìa. Ông đi quan trọng nhất cái máy này.